dòng máu này còn chảy trong ta, ân tình này không pha thức kỷ niệm, hơi thở này còn giọng hát của Ngọc Tường mãi mãi đi xa. Trong suốt một cuộc hành trình từ Nam ra Bắc cũng phải nói là khá gian nan, chung tay góp sức ít bước đường xa. Một mình một guitar chơi dạng tài tử. Và đấy là sao?